Hãy nói không với ba loại cơm, ba loại tình và ba loại người. Kính thưa quý vị, dù có trăm điều không muốn, vạn điều không ưa, cũng vẫn hãy nhớ lấy những điều này để điềm tĩnh và ung dung trong đời. Buông bỏ được những ân oán hờn giận trong đời không phải là việc ai cũng làm được. Nhưng một khi chút được gánh nặng trong lòng ấy thì con người sẽ trở nên bao dung, độ lượng hơn với mọi sự trong đời. Hãy nhìn mọi việc một cách nhẹ nhàng và hãy ung dung đối diện với sóng gió. 1. Ăn quá no. Sức khỏe phải được coi là vấn đề hàng đầu cần được quan tâm của mỗi người. Vì vậy, ngay tới cả nên ăn nên uống cũng phải chú ý. Đừng ăn quá no, đừng ăn nhanh, uống nhanh. Khi bưng bát cơm ăn, hãy nhớ vì bao tử, vì huyết áp của mình, ăn uống vừa đủ thôi. Ông cha ta nói, họa từ miệng ra, bệnh từ miệng vào, là có ý tứ như thế. 2. Ăn thức ăn nhiều dầu mỡ. Trăm thứ bệnh đều bắt nguồn từ chất béo mà ra. Các loại dầu mỡ là thực phẩm chứa nhiều năng lượng, tích tụ trong cơ thể lâu ngày sẽ chuyển biến thành chất béo. Đối với sức khỏe mà nói, đây là vấn đề rất nguy hại. Bởi thế nên cần phải hạn chế tối đa thức ăn có nhiều dầu mỡ. Ăn càng nhiều thì nguy cơ bệnh tật lại càng lắm. Thay vào đó, bạn nên ăn nhiều món luộc, món không cần dầu mỡ để giúp bảo vệ sức khỏe. 3. Ăn cơm tiếp khách, tạo mối quan hệ. Trong công việc, muốn thuận buồm xuôi gió, muốn thăng quan tiến chức thì chắc chắn cần phải mở rộng các mối quan hệ. Chính vì vậy, đôi khi không tránh khỏi những lời mời ăn cơm, uống rượu, từ từ bàn chuyện. Loại cơm này tốt nhất vẫn là không nên ăn, trừ trường hợp không từ chối được. Việc làm được thì làm, việc không làm được thì từ chối thẳng. Không nên vì cả nể lưỡng lự mà miễn cưỡng tự làm khó bản thân. Có ba loại tình không nên động tới. 1. Làm người trung gian. Các mối quan hệ trong công việc ngày càng nhiều thì hiển nhiên là những vấn đề phát sinh về phương diện tình cảm sẽ không thiếu. Bạn bè thân hữu sẽ có xu hướng tìm ta để xin ta một vài lời khuyên về những khúc mắc trong chuyện tình cảm, quan hệ ứng xử. Thế nhưng những việc này tốt nhất là chúng ta không nên can thiệp. Tình cảm là chuyện tế nhị, lỡ lời là có thể chuốc thêm oán hận, lỡ làm cũng có thể hối hận cả đời. Hai người xung đột tới mức không thể hòa giải thì rất khó hòa hợp lại được với nhau. Có khi bạn nhúng tay can thiệp sẽ làm cho tình hình xấu thêm. Tình cảm con người là một thứ phức tạp, không dễ để đoán định. 2. Say nắng tình cảm bên ngoài. Với một số người, cuộc sống gia đình khi trở nên không còn êm ấm, hoặc người bạn đời của họ quá đam mê công việc mà bỏ bê việc chăm sóc gia đình, hoặc hai người từ lâu đã không còn có thể ngồi xuống cùng nhau chia sẻ, họ bắt đầu đi tìm nguồn vui ở bên ngoài, bắt đầu bằng việc cảm mến và say nắng người khác. Thế nhưng hãy nhớ kỹ rằng ở tuổi này, chỉ cần một phút không tỉnh táo đi nhầm đường thì coi như bao nhiêu cố gắng mấy chục năm qua như gia đình, sự nghiệp, con cái đều thành dã tràng xe cát hết cả. Say nắng cảm mến ai đó không phải vợ chồng mình, chính là bước đi đầu tiên dẫn con người ta tới con đường ngoại tình phản bội vậy. 3. Không yêu người chênh lệch tuổi tác quá nhiều. Có một số thanh niên thích được yêu những người phụ nữ lớn tuổi, có kinh nghiệm. Lại có một số thiếu nữ thích những người đàn ông trung niên chín chắn, ổn định. Vậy nên thường xuất hiện những kiểu tình cảm chị em, chú cháu. Với những mối tình chênh lệch tuổi tác, thế hệ như thế, một khi bước vào rồi, rất khó có thể bước ra. Hơn nữa, nhiều trường hợp không bị lừa gạt tiền bạc thì cũng là lừa dối tình cảm, sau cùng lại khiến cả đời ôm hận. Có ba loại người không nên qua lại. 1. Người không đứng đắn. Tuổi trung niên là lúc xuất hiện nhiều nguy cơ tình cảm nhất. Đàn ông thì ngoại tình, phụ nữ thì có chồng nhưng không chung thủy. Nhưng có nhiều người không hiểu, đó chính là sự bại hoại của đạo đức. Trái lại,
còn thích qua lại với những người ông ăn trà, bà ăn nem như thế. Họ không hạnh phúc và sẵn sàng gật đầu với những mối quan hệ bên ngoài. Đôi khi do không tìm hiểu kỹ hay vì một phút say nắng mà ta nghiễm nhiên trở thành kẻ thứ ba, là người tăng thêm nguy cơ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Với những người không đứng đắn trong tình cảm, hãy có thái độ thích hợp, lịch sự nhưng dứt khoát. Không nên chỉ vì một phút ngã lòng mà mang tiếng cả đời. 2. Người có cuộc sống sa đọa. Người sống sa đọa, chìm trong tệ nạn, tật xấu, thói hư, chính là đã đánh mất lương thiện của bản thân mình. Cuộc sống của chính mình họ còn không quý tiếc thì đừng mong họ biết trân quý người khác. Ông bà ta nói, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, quả không hề sai vậy. 3. Người tính khí lên xuống thất thường. Người có tính khí thất thường thì không làm chủ được cảm xúc, vui buồn không đoán trước được. Họ cũng khá ích kỷ, thường bảo thủ. Khi thành đạt, họ không có thói quen giúp đỡ người khác. Lúc xa cơ lỡ vận, họ lại thường cầu cạnh nhờ vả. Họ là một loại đa nhân cách, không ổn định, không kiên trì, dễ làm tổn thương người khác và không khoan dung. Đến tuổi trung niên, bạn đã có thể nhận rõ được người tốt kẻ xấu, người dở kẻ hay. Đối với những dạng người này, có lẽ bạn cũng cần cân nhắc. Nếu có đi lại, hãy giữ quan hệ bình thường, không cần thân quen quá mức. Nếu không đi lại thì tốt nhất từ sau cũng đừng nên tìm hỏi làm thân. Khi người bạn đời ít dành cảm xúc cho bạn thì việc kết nối về thể xác cũng dễ dàng bị bỏ quên. Người ngoại tình tư tưởng có thể đang mơ tưởng tới việc gần gũi với tình nhân trong tư tưởng của mình. 7. Bị ám ảnh với điện thoại. Người ấy từng để điện thoại khắp mọi nơi trong nhà, nhưng bây giờ đi đâu cũng kè kè bên người và cảm thấy không thoải mái khi bạn động vào điện thoại. Theo chuyên gia, đây là một dấu hiệu rất đáng quan ngại. Những người ngoại tình tư tưởng thường bị ám ảnh với chiếc điện thoại của mình. Nếu người ấy thường xuyên kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn mới không, thường xuyên làm mới mình trên mạng xã hội, rất có thể họ đang đầu tư tình cảm vào cuộc sống của một người khác bạn. 8. Không muốn nói về người mà bạn đang nghi ngờ. Chuyên gia Kurt Smith cho rằng, khi người bạn đời ngừng mở lòng và chia sẻ thông tin với bạn, chắc chắn là người ấy đang có vấn đề gì đó, dù không phải lúc nào cũng là ngoại tình tư tưởng. Và sẽ vô cùng đáng lo ngại nếu người ấy từ chối nói về người